Chào tất cả các bạn, thì ở cái video này mình giới thiệu với các bạn hai cái phôi trang rừng nha, mới vừa làm xong. Nói chung là hai phôi phôi nào cũng đẹp hết, nhưng mà ở cái phôi đầu tiên á, thì mình giới thiệu với các bạn một cái phôi nó hơi nhỏ một chút. Hoành thân của nó là 36, cao của nó là 44. Cây rất là xù xì ha, hai thân rất đẹp, xù xì rất là già luôn. Hai thân rất đẹp nha. Bầu zin luôn, bầu zin nha. Ở trên là có cục nu nha, xù xì mà có nu nữa nha. Phôi này thì mình giao lưu với các bạn với giá là 600k bao vận chuyển ha, 600k bao vận chuyển, rất đẹp. Rồi chúng ta sẽ chuẩn bị đến với cái phôi số 2. Phôi số 2 thì lớn hơn nha, rất đẹp nha. Phôi này rất đẹp, rất ok luôn. Hai phôi, nói chung là phôi nào cũng đẹp hết trơn nha. Phôi số 2 có hoành nó là 60, hai thân bay ra mà rất đẹp nha, hai thân bay song thân rất đẹp. Hoành 60, cao 65. Đó, bay rất đẹp nha. Cây này thì không nồi, nhưng mẫu đơn thì có nồi không nồi gì không thành vấn đề các bạn. Đó. Và phôi này mình giao lưu với các bạn với giá là 900k. Còn các bạn nào mà nhã ý lấy hai phôi thì mình bớt xuống hai phôi 1,4 triệu nha, bao vận chuyển cho các bạn. Đó, mẫu đơn rừng nha các bạn, về ghép vi vu, để chậu là ghép ngon lành luôn. Nói chung là mẫu đơn rừng rất đẹp. Rồi bạn nào có nhã ý thì nhã ý thích thì các bạn liên hệ chốt cây ha. Rồi chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.